họ dùng nước trong có con cá lòng tông bơi lội văn bản rồi tội lắm người ơi, cho nên hãy đến đây chơi vui cùng điệu ly câu hò với nhau. Dạ, chào đón bà con cô bác đến với chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò. Chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 15 phút thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai người chơi và chắc chắn là họ sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút vô cùng thú vị. Hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Hữu Đăng và diễn viên Huyền Trâm. Đây tên gọi Hữu Đăng. Xin chào quý vị của chương trình Cuối Cùng Điệu Lý Câu Hò. Trời, em làm gì sơ khớp luôn á. Chào anh Nghĩa nha. Tại em cũng khớp quá à. Tại vì cuộc thi hát á chị. Ai mượn? Không, tại em thấy anh ra chào bình thường thôi. Là đẹp hình đẹp tiếng rồi. Thôi để chị làm cho. Để đây, chị làm để cho. Để Trâm làm cho nè. Hò Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Dạ, trước tiên xin chào anh Đại Nghĩa cũng như chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình Vĩnh Long 1. Bằng lời chào thân thương nhất ạ. Đến với chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò chắc chắn là mình phải hò rồi đó. Mà em thấy cái làn hơi của người ta rồi đó, khủng khiếp chưa? Nhưng không sao em, mình là diễn viên, mình có cái sự lanh lợi đúng không? Dạ. Linh hoạt. Hy vọng rằng em có thể hò không hay bằng Trâm nhưng mà sẽ mang lại nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả nhé. Mời em về vị trí của mình. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Giai Điệu Thân Quen. Ở vòng này chúng ta có hai câu dễ lắm. Câu đầu tiên là chúng ta sẽ nghe giai điệu của một cái bài hát nào đó và sau đó chúng ta bấm chuông giành quyền trả lời. Và nếu mình đoán đúng được tên của cái bài hát đó thì mình sẽ có 10 điểm. Câu số 2, mình sẽ có lời của bài hát hiện trên màn hình cũng như là giai điệu kèm theo và chúng ta sẽ phải hát làm sao cho đúng là mình được thêm 10 điểm nữa. Đồng ý không nào? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1, âm nhạc. Ôi, có tăng 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 tăng, em biết gì em bấm. Dạ không, tại vì bài này là rất là quen với em, mỗi lần karaoke em hát bài này không à. Bài gì vậy? Dạ đây là bài Bà Năm à. Đã bao lâu rồi Bà Năm đứng rồi, trong con về. Nghe rất là quen. Ca khúc Bà Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. 10 điểm dành cho Hữu Đăng. Trâm, cái bài Bà Năm mà Đăng vừa mới nói đó, em có dạ. thể thuộc lời em hát một đoạn không? Dạ em thuộc. Mời em thử dạ. đi. Đã bao lâu rồi Bà Năm đứng trong con vườn, sớm hôm sau hè hàng cao đã xanh thành tre, chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng, lòng mừng rưng rưng mỉm cười theo giọt lệ rơi. Hay quá Trâm ơi. Cảm ơn em, rất là hay, rất là mùi để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2, xin mời. Đăng lại bấm chuông trước. Thấy không, tao nói diễn viên có thể hát không hay nhưng mà lanh lắm em ơi. Đó, hát đi, chị mời em hát đó. Thấy không, thách thức kìa. Bây giờ hát mới thua nè. Người ơi, xa cách ngàn khơi, thuyền trôi trôi mãi ơi ơi, theo tiếng ca đi muôn nơi, lòng luôn muốn ai trở lại, tình ta dẫu có mờ phai, tình chung son sắc bền câu chung thủy, tình ta duyên thắm vẹn dinh. Có thể là với những bạn trẻ có thể là hát không quen
hát chưa chuẩn xác lắm, nhưng mà chắc chắn là các bạn cũng đã có một cái tình yêu mến như thế nào đó dành cho điệu lý câu hò, cho nên là các bạn mới có thể biết và hát theo được như thế, đó là vui và hay lắm rồi. Chúc mừng Hữu Đằng với thêm 10 điểm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai mang tên Hò Ngẫu Hứng. Ở vòng thi này, hai em sẽ cùng hò đối đáp với nhau một cách ngẫu hứng với chủ đề của chương trình đưa ra là hò nhớ ngoại. Mình sẽ gửi cái tâm tình của mình, tình yêu thương của mình dành cho ngoại qua cách hò đối đáp với nhau ha. Dạ. Mời hai bạn. Bây giờ chắc có lẽ là Trâm phải hò trước đi. Em hò trước hay ạ? Mời em. Hò nhớ ngoại quê xa, con lâu về thăm ngoài. Mái lá nghèo mưa nắng dột xiêu, ngoại già ngoại nhớ con yêu. Lâu rồi chưa thấy hò lâu rồi không về thăm ta. Sao cô chỉ hò dài được hai ta tới 4 câu lận, giờ em không được 4 câu, em rút xuống còn 2 câu cũng hai được. 2 câu thôi nha, 2 câu thôi nha. Cố lên nè. Hò đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho bà ngoại sống đời với con. Hay luôn. Hay luôn. Tiếp tâm. Hò nhớ ngày xưa trái bần chúa ngoại gửi, cũng ăn rồi nghe nó chua chua. Ngoại nói rằng bần sẽ nó sẽ chua, con đem về con nấu canh chua trái bần. Hò xuôi thai ngoại bỏ con rồi, ngoại tôi đã mất được tròn 6 năm. Tiếp. Hò thương ngoại từ hồi còn bé, mẹ nói rằng bà ngoại đẻ mẹ ra. Thương ngoại con phải thương cho nhiều, bởi ngoại cực khổ nuôi mẹ mày biết không. Hồi thua đi. Như mọi người thấy, với câu hò điệu lý thì không phải chỉ là để cho những đôi trai gái giao duyên với nhau. Dạ, mà đôi khi là chúng ta nói lên những tâm tư tình cảm của chúng ta với tất cả những người xung quanh. Và thật ra vừa rồi khi mà nghe hai bạn hò nhớ ngoài á, cười thì có cười đó, nhưng mà Nghĩa nghe thật sự là rất xúc động. Bởi vì đó là những cái tình cảm, có thể không phải là những cái câu mà do chúng ta sáng tác, nhưng mà từ những người xưa người ta truyền lại, nó cũng thấm đẫm cái tâm tư tình cảm mà của những người đó dành cho những người trong gia đình của mình, giống như là ông bà ngoại, ông bà nội hay là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Cho nên với những câu hò điệu lý luôn luôn chan chứa tình cảm của người dân Việt Nam chúng ta. Và cảm ơn các bạn đã mang đến một cái phần hò ngẫu hứng thật tuyệt vời ngày hôm nay. Và phần thắng trong cái phần thi này thuộc về Huyền Trâm với 50 điểm. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng thi thứ 3. Vòng này thì hai ca sĩ Phú Nguyễn cùng với Thu Hà sẽ hát lên một đoạn trong một bài hát. Và sau đó lời của bài hát sẽ hiện trên màn hình, nhưng thiếu đi một vài câu. Các bạn sẽ phải hát lại và hát cho đủ, cho đúng nha. Ai bấm chuông trước được hát trước, hát đúng đủ được 100 điểm. Còn nếu không đúng thì người sau được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu như người sau mà trả lời đúng sẽ được 50 điểm. Và bây giờ xin mời Phú Nguyễn cùng Thu Hà. Quê em hay mùa mưa nắng,
như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ủa sao lần này rụt rè vậy? Dạ bài quen nhưng mà không có thuộc lời. Bà Trâm em bấm trước, mời em. Duyên em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng hàng dừa. Trăng gửi tình quê đậm đà, lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước. Hay lắm nhưng chưa đúng lời em nha. Ê, cho em thử được không? Mời Đăng. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là xứ mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dàn dào. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Đúng không hai em? Chính xác. Chúc mừng Hữu Đăng. Và Hữu Đăng nhận được thêm 50 điểm. Và thưa quý vị, như vậy là sau 3 vòng thi, điểm số của Huyền Trâm là 50 điểm và Hữu Đăng 70 điểm. Chúc mừng. Đây là phần thưởng mà chương trình gửi đến Huyền Trâm. Cảm ơn em. Và em ơi, bất ngờ quá em ơi. Dạ. Ôi, em rung. Tuyệt vời, 4 triệu đồng dành cho em. Dạ, thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò xin được phép khép lại. Cảm ơn tất cả những người chơi cũng như hai bạn ca sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau nha, 19:15 thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì tất cả anh em chúng ta sẽ cùng nhau hát lại bài hát này để dành tặng cho quý vị khán giả. Xin mời. Con ruộng lúa nương dâu chân quen đường.